Xin chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp Thân Mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 54 của bộ truyện Tiên hiệp đặc sắc dài tập Độc bộ Thiên Hạ, tác giả Thạch Trư, có giọng đọc thể hiện Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy mất chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate ủng hộ động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả Mọi sự ủng hộ quan tâm của quý vị Khánh Duy xin chân thành cảm ơn Và bây giờ để không mất thời gian Mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe Theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện Độc Bộ Thiên Hạ tập 54 ngay sau đây Tiếp theo phần trước lại kể đến vu sĩ tu luyện huyết thần kinh tu vi giấu trong huyết ảnh được tự thân luyện chế một đạo huyết ảnh liền chất chứa một phần tu vi nếu như bị hủy diệt một đạo huyết ảnh thì liền sẽ tổn thất một phần tu vi huyết thần bảo bảo chủ la ẩn nguyên đan bị nổ bung hóa thành hơn 10 vạn đạo huyết ảnh bốn phương tám hướng chạy trốn bị diệp phúc diệt tuyệt hơn 8 phần tu vi của hắn nhiều nhất chỉ còn lại có hai thành đoạt xá tu sĩ khác xong thì nhiều nhất cũng có thể khôi phục được đến huyện đan ngũ phẩm lục phẩm tu vi hơn nữa huyết thuộc của hắn luyện chế cũng bị diệp phúc thu được bởi vậy diệp phúc mới nói nếu như là ẩn tái xuất hiện tất nhiên là hắn sẽ chết là ẩn dù sao cũng là lão bài nguyên đan cường giả chính là người đứng đầu một giáo quyền cao chức trọng bị hắn đánh lén dùng một đám kim tinh khí chém tới đầu lâu lại một quyền một trưởng hủy diệt nhục thân tiêu diệt ngàn vạn huyết ảnh tu vi trực tiếp rơi xuống huyện đan kỳ có thể nói là tổn thương thảm trọng vô cùng diệp phúc đem phiến huyết hồ này thu vào trong ngọc lâu của mình trong nội tâm có chút vui mừng có phiến huyết hồ này mấy con kim tàm bốn cánh của ta liền có thể tiến hóa thành sáu cánh được rồi nếu là có ngàn con kim tàm sáu cánh cho dù là nguyên đan kỳ cường giả cũng có thể liều mạng được bất quá những kim tàm này nếu là tiến hóa đến kim tàm sáu cánh thấp nhất phải chờ tới một năm sau tu luyện tới hạo nguyệt kỳ mỗi lần tăng lên một cảnh giới thời gian đều là hơn trước mấy lần hoặc mấy chục lần bởi vậy mặc dù là một năm sau Kim tạm sáu cánh mới có thể tiến hóa hoàn thành Nhưng với hắn mà nói Vẫn là một vũ bảo uy lực cực kỳ cường đại Kim tinh khí thật là một bảo bối Đến cả nguyên đan kỳ cường giả Cũng có thể chấm chết được Đáng tiếc chính là quá ít rồi Chỉ có một đám bạch tuyến Chiều dài chỉ có hơn 10 thước Đánh lén còn còn được Nếu như chính diện giao phong Cũng chưa chắc đã có tác dụng gì cả Nếu như bị người khác phát hiện Đơn giản thì lên có thể lấy đi Tống Cao Đức nhìn hắn chắt chát nhẫn tình mà nói Kiểu truyền nguyên công Đại chu thiên tinh đấu trận đồ Rồi lại còn có một sợi kim tinh khí Bí mật trên người Diệp Lão Đệ Thật đúng là tầng tầng lớp lớp mà Nếu như không có Hoàng Sám xưng hắn là sư thúc Ta còn thật sự hoài nghi hắn là đệ tử Của chu thiên tinh cung Hoặc là quang minh thánh địa kia kìa Thật là kỳ quái Như thế nào không gặp hắn sử xuất chân truyền Tâm pháp của Hoàng Tuyển Ma Tông Một trong bát cấm chứ Hoàng Tuyền Ma Tông trong ba cung lục phái 72 thế gia là dùng tâm pháp vu pháp uyên bác mà chữ danh. Đệ tử trong môn phái sở học pha tạp, hỗn tạp, hải nạp bách xuyên. Trên cơ bản, một tòa linh sơn liền có một loại truyền thừa, thậm chí có một số linh sơn loại truyền thừa nào cũng biết so với môn phái khác lại còn thêm phong phú. Bất quá cuối cùng, Hoàng Tuyền Ma Tông chấn giáo tâm pháp vẫn là bát cấm. Bát đại cấm pháp đầy đủ, chỉ có 8 loại cấm pháp này mới là Hoàng Tuyền Ma Tông chính tông pháp vạn kiếp môn của tống cao đức cũng có vài loại cấm pháp đầy đủ nhưng vạn kiếp môn cùng hoàng tuyển ma tông bất đồng không có nhiều truyền thừa như vậy đệ tử có thể tùy ý tu luyện bởi vậy đệ tử của vạn kiếp môn tu vi chất lượng so với hoàng tuyển ma tông cao hơn cơ hồ mỗi một người đều có thể so sánh với tông chủ nhất mạch đệ tử của hoàng tuyển ma tông diệp lão đệ trong sân cốc này liền có bảo hộ của tượng cổ đại phái bất quá giờ phút này chỗ đấy chỉ sợ đã tụ tập không biết bao nhiêu cao thủ rồi Tống Cao Đức chỉ hướng nặng nề mê vụ trong dân cốc kia nói. Diệp Húc một quang quét tới, chỉ thấy mê vụ rất nặng, trồng chất. Những mê vụ này là linh khí thuần túy, che khuất đi sự vật ở trong cốc. Phiến dân cốc này ít nhất cũng bị vỡ mất mấy trăm điều linh mạch mới tạo thành dị tượng linh khí khóa cốc, linh khí độ dày cao đến mức dọa người như vậy. Ngẫu nhiên trong sương mù dần hiện ra một hai thân thể cao lớn, không biết là cái giống gì, giấu ở trong sương mù trùng trùng điệp điệp những giống loài kỳ quái này sở dĩ không dám lộ mặt hơn phân nửa là bị vu sĩ khắp nơi chấn phục không dám có chỗ di động diệp phúc có thể cảm giác được trong sân cốc có hơn 10 cỗ khí tức cực kỳ cường đại thấp nhất là nguyên đan kỳ cường giả khó trách nơi đây có thể hấp dẫn đến thiên ma cổ ma linh khí thật sự là quá nồng đậm mà oanh một tiếng đột nhiên đáy cốc truyền đến một tiếng kịch liệt chấn động quét ra mê vụ chỉ thấy một tòa kim sắc đại điện bị người dùng lực theo lòng đất mà chấn ra. Phía dưới truyền đến một hồi hoan hô. Bảo khố rốt cuộc cũng phát ra rồi. Tòa đại điện vừa mới xuất hiện, lập tức liền truyền đến tuyệt cường dẫn lực, đem vô số linh khí hết thảy thu nạp. Sân khốc lập tức trở nên thanh minh một mảnh, các loại sự vật liền rõ ràng. Diệp Phúc cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy mấy trăm người tề tụ lại xung quanh cung vàng điện ngọc, nhìn chằm chằm trong đó có hơn 50 người khí thế là cường đại nhất là đỉnh đầu nguyên đan lại đều là nhân vật cấp giáo chủ trong đó thậm chí còn có vài người khí thế giống như thâm uyên không lừng được độ sâu hiển nhiên so với nguyên đan kỳ cao thủ lại còn mạnh hơn những người khác cũng là huyễn đan kỳ cao thủ chiếm đa số chỉ có đan đỉnh kỳ hồn nguyên cao thủ là cũng có vài chục người bất quá những người này phần lớn đều là đệ tử những danh môn đại phái tu luyện chính là tâm pháp vu pháp cực kỳ cường hãn hoặc là có vô bảo hộ thân thực lực không thể dò xét được những người này chưa làm chính ma yêu ba phái phân biệt rõ ràng trong đó các môn các phái lại tạo thành các đoàn thể riêng đối với những người khác thì phòng bị vạn phần không chung còn có vài chục đầu cổ ma thiên ma nhìn thấy linh vụ tán đi nên cũng lập tức độ đi biến mất không thấy gì nữa tòa cung vàng điện ngọc giống như một ngọn núi những cao thủ kia tại trước mặt cung vàng điện ngọc này phảng phất là mấy trăm con kiến không có ý nghĩa gì cả tống cao đức mục quang đột nhiên rơi trên người một vu sĩ ma đạo hư lạnh một tiếng điềm nhiên mà nói nguyên lai sư huynh của ta phong vân sinh cũng tới diệp phúc cảm giác được sát khí trên người của hắn trong nội tâm lập tức hiểu rõ chỉ sợ vị sư huynh này của tống cao đức quan hệ với hắn cũng bất thiện giữa hai người hơn phân nửa còn có kiều án xem ra bên trong những đại phái như là vạn kiếp môn cũng không phải bền chắc như thép vậy Đệ tử trong đó cũng có tranh đấu với nhau Phong Vân Sinh tu vi so với Tống Cao Đức cao hơn rất nhiều Đã tu luyện tới Đan Đỉnh Kỳ Dùng vạn kiếp vô lượng tâm kinh uy lực mà nói Đan Đỉnh Kỳ vũ sĩ Thực lực liền đủ để đánh với Nguyên Đan Kỳ cao thủ bình thường Người này đứng ở trước nhiều cường giả như vậy Nhưng ngạo khí nghiêm nghị Không chút nào đặt những người khác vào trong Tống Cao Đức một quang chấp động trầm giọng nói Diệp Lão Đệ Ta cầu ngươi một việc người nếu có thể cho ta mượn sợi kim tinh khí này rồi giúp ta giết phong sư huynh cái mệnh này của ta liền sẽ là của ngươi diệp phúc cẩn thận suy tính một lát rồi cứ nói chúng ta có phúc cùng hướng có nạn cùng chiếu nói lời này liền khách khí quá rồi cho người mượn kim tinh khí cũng không phải là không thể bất quá ta chỉ cần chấn giáo tuyệt học của vạn kiếp môn các ngươi vạn kiếp lượng tâm kinh tống cao đức sắc mặt biến hóa đang muốn mở miệng diệp phúc cười nói tống huynh ta muốn đương nhiên không phải là vạn kiếp vô lượng tâm kinh đầy đủ mà là ba cuốn tâm pháp đầu tiên mà thôi để mấy sau khi ngươi giết phong sư huynh mới có thể chắc chắn đắc thủ được tống cao đức trầm mặc một lát gật đầu đồng ý hắn nói ba cuốn tâm pháp đầu tiên xác thực có thể cho ngươi bất quá vạn kiếp vô lượng tâm kinh của vạn kiếp môn ta phải từ bồi nguyên nhất phẩm bắt đầu tu luyện mỗi lần tăng thêm một cảnh giới lại gặp phải thiên kiếp uy lực gia tăng một thành Người tu vi hiện tại đã đến hạo nguyệt bát phẩm rồi Nếu là tu luyện vạn kiếp vô lượng Còn phải vượt qua vài chục lần thiên kiếp phía trước Đệ nhất kiếp liền tương đương Với uy lực của thiên kiếp hạo nguyệt bát phẩm Kiếp thứ hai chính là hạo nguyệt cửu phẩm Đệ tam kiếp chính là hồn nguyên nhất Ta lúc đầu khi bái nhập vạn kiếp môn Tu vi đã đến cố nguyên lục phẩm rồi Vẫn là sau khi phế bỏ tu vi Tu luyện lại từ đầu Nếu không đệ nhất kiếp môn mà muốn vượt qua được Đều là người xin si ấy mộng. Diệp Phúc khoảng sợ cái này chẳng phải là nói hắn đem vạn kiếp vô lượng tâm kinh tu luyện tới cảnh giới trước mắt cần phải vượt qua thiên kiếp mà nguyên thai kỳ cường giả mới có thể vượt qua hay sao hắn chần chừ đừng nói thiên kiếp nguyên thai kỳ cường giả mới có thể vượt qua coi như là đan đỉnh kỳ chỉ sợ hắn cũng không có bao giờ nắm chắc tống cao đức cười nói sư đệ à vạn kiếp vô lượng tâm kinh của vạn kiếp môn ta sở dĩ khó tu luyện như vậy cũng là bởi vì uy lực của thiên kiếp tu vi càng cao thiên kiếp lại càng mạnh cho dù là cao thủ của các môn phái khác tìm được tâm pháp của bổn môn cũng không dám tu luyện kìa trừ phi hắn phế bỏ tu vi từ bồi nguyên kỳ bắt đầu mà tu luyện nếu không độ không qua vài trọng thiên kiếp thì đến mạng cũng không còn diệp lão đệ à người còn tính phải thay đổi hay sao à, đương nhiên rồi diệp phúc mỉm cười nói khẽ vô luận như thế nào ta đều muốn biết một chút về chỗ thần diệu trong tâm pháp của vạn kiếp môn bài danh thứ hai trong lục phái này Tống Cao Đức lấy ra hai cuốn kinh thư, giao đến trong tay của hắn, rồi cực kỳ thận trọng mà nói: "Lão đế, ta biết rõ bản lãnh của ngươi hơn sang người thường. Bất quá thiên kiếp uy lực không để dò xét được đâu. Người nếu như cảm thấy thiên kiếp khó có thể vượt qua được, liền lập tức đình chỉ tu luyện, nếu không thiên kiếp tiếp theo liền vô cùng có khả năng muốn tính mạng của ngươi kia Đây là hai cuốn đầu tiên, về phần quyển thứ ba, sau khi giết Phong Dương huynh từ trên người hắn lấy được cuốn này, ta lại đưa thêm cho ngươi vậy. Diệp Phúc đem vạn kiếp vô lượng tâm kinh thu hồi Rồi lấy ra sợi kim tinh khí Giao cho Tống Cao Đức nói Tống Huynh Người cùng với sư huynh của người có thâm kiều đại hận gì hay sao Không giết hắn không được sao Tống gia ta Cả nhà lão ấu hơn 800 sinh mệnh Đều chết trong tay của hắn Phần thù này đã đủ hay chưa Tống Cao Đức sắc mặt chuyển sang lạnh lẽo Mặt mày méo mó Thấp giọng cười Khanh khách nói Ta không chỉ có muốn giết hắn Còn muốn giết sư phụ ta chính là cái lão súc sinh đó nói cái gì tu luyện vạn kiếp vô lượng tâm kinh trước tiên phải thoát kiếp bỏ đi tình kiếp vô khiên vô phái mới có thể chuyên tâm tu luyện được cho nên phái ra phong sư huynh giết cả nhà ta diệt cả nhà ta thanh âm của hắn trầm thấp nghiến răng nghiến lợi cười đến rất là quái dị cho dù là diệp phúc cũng cảm thấy sợ hãi may mắn hoàng tuyển ma tông ta cũng không có loại quy củ quái đản này của vạn kiếp môn nếu không chỉ sợ Liễu Châu Diệp gia ta Cũng muốn cả nhà khó mà giữ được rồi Trong lúc nói chuyện Những cao thủ kia lần lượt nhảy vào trong kim điện Tòa cung vàng điện ngọc thật sự là cự đại Mặc dù là mấy trăm người Dũng mãnh vào trong Cũng tự hồ cũng chỉ là muối bỏ biển Diệp Húc cùng Tống Cơ Đức lướt nhau Lập tức hướng tòa cung vàng điện ngọc này Mà phóng đi Hai người vừa bước vào cửa điện Chỉ thấy cảnh sắc trước mắt đột nhiên biến đổi Bỗng nhiên sáng sủa xuất hiện một đạo tinh hà trong tòa đại điện lại bị người luyện hóa thành một đạo tinh hà trực tiếp để vào trong cung điện cùng tinh chủ đại điện của diệp phúc có vài phần tương tự với nhau chỉ thấy trong tinh hà có hàng tỷ vạn tinh cát long lánh sinh huy vô số bảo vật tại trong tinh hà phật phòng phật phòng tràn trái mắt chéo lọi thậm chí có không ít vu bảo còn chưa bị hủ thực diệp phúc chứng kiến một tòa bảo tháp loại vu bảo đứng sừng sững ở trong tinh hà đỉnh bảo tháp này đâm thủng không gian, xâm nhập đến một thời không không biết tên giữa không trung. Những người vừa rồi tiến vào trong đại điện, giờ phút này đều đứng ở phía trước tinh hà, không có ai có chỗ di động. Ngẫu nhiên có mấy thiên ma từ trong tòa bảo tháp này chui ra, gào thét lên hướng ra phía ngoài bay đi. Phảng phất sau lưng có cái gì đó khủng bố đang đuổi theo chúng vậy. Căn bản là không rảnh đi thu bảo vật chưa nổi, tung bay ở trên mặt biển. Một con thiên ma đột nhiên trong chớp mắt liền ra khô quắt, đầu trở nên trắng toát, lại bay về phía trước chừng hơn 10 dặm rồi đột nhiên cốt nhục cũng chia lìa. Nó hóa thành từng chồng bạch cốt, sau đó bạch cốt cũng đều đầu mục dần, ra một tiếng toái ra đầy đất. Những thiên ma khác cũng đều trở nên vô cùng già nua, lần lượt chết ở trong tinh hà. Chỉ có thiên ma tu vi cao nhất sắp từ trong sông mà thoát thân ra, nhưng là đã trở thành bộ dạng của một lão nhân sắp chết, nhìn như đèn dầu sắp cạn vậy. Sao? Đạo tinh hà này là chu thiên tinh cung Tinh không trụ quang đại trận. Một cường giả cấp giáo chủ nhận ra la lịch của đạo tinh hà này, không khỏi run giọng mà nói. Vị cường giả cấp giáo chủ kia nhìn thấy tinh không trụ quang đại trận, không ngờ bị dọa, tới đổi sắc mặt, vội vàng xoay người bỏ đi, dường như không muốn dừng lại một khắc nào vậy. Mà thiên ma vừa mới bước ra khỏi đại trận kia, lập tức hướng tới mọi người mà chém giết, thế nhưng bị mọi người oanh sát. Sao tinh không trụ quang đại trận ư? Ừ. Chu thiên tinh cung trận pháp hay sao? Diệp Phúc trong lòng khẽ động, cẩn thận đánh giá giải ngân hà này, chỉ thấy ngân hà này chảy xuôi, hàng tỷ tỷ sao trời giống như tinh sa nhất đầy vào lòng sông. Sông lớn này hình xoắn ốc, xoay tròn, xoay tròn có tới 7 tầng xoắn ốc. Trung tâm xoắn ốc là một tinh hạch hình cầu thật lớn. Hàng tỷ tinh sa tụ tập cùng một chỗ, giống như một thế dương thật lớn vậy. Tòa đại trận này ước chừng rộng ngàn dặm, được thượng cổ ma đạo môn pháp nhốt vào trong bên trong kim điện, chắc là trận pháp thủ hộ bảo khố trụ quang đại trận vận hành không biết bao nhiêu năm rồi nhưng vẫn không hư hao đi sắt khí ẩn tàng diệp húc muốn từ bên trong tòa đại trận này mà nhìn ra sự ảo diệu của trận pháp nhưng chỉ thấy hàng tỷ tỷ tinh xa đồ hắn căn bản là không nhìn ra cái gì cả tòa đại trận này và đại chu thiên tinh đấu đại trận khác nhau về bản chất trong ngân hà từng kiện vu bảo nhấp nhô trong đấy chảy giữa dòng sông lấy hàng vạn mà tính trong đó không ngờ không có không ít vu bảo tản mắt ra uy năng vô cùng so với tòa vu bảo hình tháp kia cũng không kém chút nào cả tòa vu bảo hình tháp kia đủ để xuyên thủng hư không liên kết với thế giới bên ngoài uy năng hoàn toàn có thể dẹp ngang được thiên ma sách của hoàng tuyển ma tông mà vu bảo cùng loại bên trong ngân hà có ước chừng hơn 10 kiện có khi là đồ có khi là bình lại có là lâu thuyền còn có cung khuyết hơn nữa còn có cả cây đại thụ chủng loại vô cùng đa dạng trong ngân hà còn có một khẩu đan hô đan lô bên trong lò đan chuyển tới những tiếng lang cang thùng thùng không khí tràn ngập ra hương thơm nhẹ nhẹ đây chính là do đan dược tồn tại bên trong đan lô tỏa ra những đan dược này đều là linh dược thượng thừa được bảo tồn tới nay tuy nhiên thượng cổ ma đạo đại phái đã tiêu vong không biết bao nhiêu năm tháng từ thượng cổ tới nay thời gian đã quá lâu năm tháng chưa qua vu bảo nơi này cũng đã tổn hại một bộ phận lớn diệp phúc nhìn tới một cái hồ lô thật lớn phiêu đã bên trong ngân hà uy năng của kim hồ tản mát ra còn ở trên cả vũ bảo cấp chân giáo xa xa nữa trong hồ lô có hai đạo linh khí một đen một trắng hình dạng giống như dao long từ trong miệng hồ lô uốn lượn bay ra đã có linh tính chỉ thấy hai đạo linh khí cũng cắt tới cắt lui phát ra những tiếng răng sắc răng sắc thậm chí ngay cả không gian cũng bị cắt ra từng vết kim hồ lô đã bị ăn mòn thân hồ lô vẫn nát bốc khơi trong quanh vẫn còn có được quy năng khủng bố như vậy nếu là trạng thái toàn thịnh hẳn là càng thêm kinh người Răng sắc một tiếng một dược lô bị hai đạo linh khí này chặt đứt mấy viên đan dược trong đó lăn ra ngoài đan dược lớn bằng quả long nhãn mở cái miệng nhỏ phát ra những tiếng nha nha nhảy nhót hướng tới bên bờ ngân hà hiển nhiên đan dược này ở trong lò luyện đan trải qua năm tháng ròng rã đã thành tinh biến thành đan yêu tuy nhiên những đan yêu này vừa mới xuất hiện ở bên trong trụ quang đại trận lên lập tức chúng bị trụ quang đại trận rút hết đi tất cả các thọ nguyên thân thể héo rũ biến thành một đống cặn bã đây là âm dương nhị khí cản khuôn bình một cường giả cấp giáo chủ run giọng mà nói nhị khí âm dương bên trong hồ lô chuyên môn cắt thân thể vũ sĩ nếu như lấy được vũ bảo này thậm chí cả cường giả tu luyện cửu chuyến nguyên công cũng có thể dễ dàng mà cắt chết được ông trời ơi sao lại có loại vũ bảo khủng bố như vậy chứ hơn nữa còn đặt ở bên vòng ngoài không hiểu phù bảo bên trong thì có uy năng hùng mạnh cỡ nào nữa đây hồ lô này ở cách mọi người không xa ở bên ngoài ngân hà vòng xoáy thứ nhất chỉ có chừng trăm dặm tuy nhiên trăm dặm này cũng là lạch trời không thể dễ dàng vượt qua được đáng tiếc đan dược này đã thành tinh rồi dược lực trong đó nhất định là rất đáng sợ nếu có thể dùng một viên có thể bằng 10 năm khổ tu không ít người bóp cổ tay mà thở dài mau mau nhìn kìa đó là một khối kim tinh khí có người mắt tinh nhìn vào vị trí vòng xoáy thứ năm của ngân hà chỉ thấy một khối kim tinh khí trắng như tuyết đang chạy nhanh ở giữa dòng khối tinh kim khí này đã tu luyện thành tinh có hình người mặt dài như một búp bê nhưng không có miệng tai mũi lông mày trên mặt chỉ có một đôi mắt kim tinh khí hình thành đứa bé này ánh mắt khi mở ra hai đạo hào quang đen trắng bắn ra chung quanh thậm chí vu bảo bay ngang qua người nó đều bị hào quang cắt thành hai đoạn. Bên người đứa bé này có không biết bao nhiêu vô bảo bị nát, làm cho không biết bao nhiêu người đau lòng. Tuy nhiên, ở vị trí vòng xoáy thứ năm ngân hà vẫn là có ba kiện vô bảo được bảo tồn tại. Lúc hào quang đen trắng từ mắt đứa bé Kim Tinh bắn qua thì chỉ lưu lại một vết ngấn màu bạc thật sâu bên ngoài. Lập tức vết ngấn này rất nhanh lại hồi phục lại như cũ, biến mất không thấy gì nữa. Hiển nhiên, ba kiện vua bảo này đều có năng lực chữa trị rất mạnh. Tuy rằng kém đứa bé do kim tinh khí hình thành kia một chút thế nhưng kém không xa cũng là bảo vật cực kỳ tốt lại có người kêu lớn vị trí vòng xoáy thứ sáu thật không ngờ có một đạo ngũ hành kim khí kìa trời ơi ngũ hành kim khí loại bảo vật vô thượng này đời này ta chỉ cần sờ qua được nó thôi cũng đáng giá rồi kìa diệp phúc trợn mắt nhìn chỉ miễn cưỡng nhìn thấy vòng xoáy thứ sáu của ngân hà có nhiều hơn một đạo sáng mờ màu sắc lưu động không ngừng giống như khổng tước đang vẫy đuôi vậy đi vào trong kim điện cho nhiều cường giả kích động không ngừng đứng ở bên cạnh ngân hà mà bộ dạng bất an giống như đang muốn lấy bảo thế nhưng không có đảm lượng tinh không trụ quang đại trận tầng thứ sáu có được vô thượng bảo vật như ngũ hành kim tinh khí vậy không hiểu tầng thứ bảy sẽ chứa đựng cái gì đây tinh không trụ quang đại trận trong đó từ trụ ý nghĩa sâu xa là trụ trong vũ trụ và trụ vũ là chỉ không gian Là thế giới lớn Mà trụ thì chính là chỉ thời gian Là năm tháng Trụ quang chính là thời gian Tinh không trụ quang đại trận Đó là đại trận thời gian Tòa đại trận này khống chế thời gian trôi qua Bất cứ kẻ nào tiến vào trong đó Thời gian sẽ ra tốc trôi Toàn bộ trụ quang đại trận chính là một cái đồng hồ cát thật lớn Lọt vào trong đồng hồ cát chảy đi Đại biểu cho thời gian mất đi Một viên tinh xa chính là cát thời gian toàn bộ tinh không trụ quang đại trận đang không ngừng đổ cát mang đi tuổi thọ của bất kỳ một vũ sĩ nào dám can đảm tiến vào trong đó nó làm cho người ta nhanh chóng giả lua tử vong thậm chí tiêu cốt theo thời gian trôi qua mà hoàn toàn hư thối biến mất diệp lão đệ tinh không trụ quang đại trận chính là trận pháp hộ giáo của chú thiên tinh cung ta nghe nói tinh cung tọa lạc trên một đại trận như thế này nhưng nó còn lớn hơn không biết bao nhiêu lần so với ở đây ta còn nghe thấy tin đồn nghe nói đại hán quốc bá chủ hán vũ đại đế tính khiêu chiến với chu thiên tinh cung từ xa nhìn thấy một tòa đại trận như vậy liền biết khó mà lui kìa tống cao đức liếm liếm môi tham lam nhìn đủ loại vu bảo đang lưu động bên trong tinh xa nhỏ giọng mà nói diệp lão đế như tu luyện qua đại chu thiên tinh đấu cấm điển tòa trụ quang đại trận này có phương pháp phá giải hay không diệp phúc lắc đầu cười khổ ta đoạt được chu thiên tinh đấu cấm điển chỉ có tản thiên thôi căn bản cũng không có ghi chép về trụ quang đại trận đừng nói tới phá giải nữa hắn thở dài trụ quang đại trận làm vặn vẹo thời gian bất luận vu sĩ nào bước vào trong đại trận thân thể đều nhanh chóng già đi cho dù là hắn tu luyện đại chu thiên tinh đấu cấm điển cũng không dám đơn giản đặt chân vào trong đấy chu thiên tinh cung dùng tòa đại trận này để thủ hộ sơn môn đủ cho rất nhiều cường giả phải đứng ngoài mà nhìn ta không tin trụ quang đại trận lại hại như vậy một cường giả nguyên kỳ rốt cuộc không chịu được nổi lạnh lùng mà nói chúng ta vất vả lắm mới mở được kho báu này ra sao có thể quay về tay không được bất kể như thế nào lão tử cũng phải vào trong đại trận này một phen thu đi một kiện vũ báo diệp phúc nhìn lại người này chỉ thấy cường giả này làn răng ngăm đen tướng ngũ đoạn thấp bé nhẹ cân ánh mắt sáng ngời có thần tu vi của hắn cực kỳ thâm hậu sắc mặt trang nghiêm không giận mà uy hẳn cũng là một người đứng đầu của một giáo Người này tới khởi một tấm trận đồ chỉ thấy trận đồ vừa mở ra lập tức có vạn kiếm quang bay quanh thân thể của hắn Tuyết trắng một mảnh giống như ngân cầu đường kính trăm mét bọc lấy thân hình của hắn nhanh chóng chui sâu vào trong trụ quang đại trận Nghe thấy ầm một tiếng bạo vang tốc độ của hắn phá tan âm thanh lướt qua trong chớp mắt đã nhảy vào bên trong trụ quang đại trận rồi Ta đã tu luyện ra nguyên đan tốt xấu gì cũng có 300 năm thọ nguyên Ta không tin lấy 300 năm thọ nguyên của ta mà không thể thu được một kiện bảo vật thanh âm của hắn từ trong kiếm quang truyền ra tin tưởng vạn phần mà nói một đám người nhìn thấy hắn đầy chờ mong tống cao đức vĩ môi nhỏ giọng nói Hừ, tên lùn đen chết chắc rồi diệp phúc khó hiểu tống cao đức cười ha hả nói ta tu luyện trong nguyên đan sống lâu 300 năm nhìn như thì rất dài tuy nhiên cũng không thể chịu nổi trụ quang đại trận thiên ma thọ nguyên so với nhân loại lớn hơn rất nhiều một thiên ma tam chân cánh đã có 300 năm thọ nguyên rồi mấy thiên ma vừa rồi không sai biệt lắm có tới nghìn năm thọ nguyên kia cũng không chịu đổi trụ quang đại trận cho nên tiên lùn này chắc chắn phải chết mà nói tới đây hắn thở dài lưu luyến nhìn kiếm quang của vị cường giả kia nhỏ giọng mà nói đáng tiếc cái kiếm trận đồ này dù sao cũng là vô bảo cấp chân giáo nếu cấp cho ta mà nói vũ bảo cấp chân giáo thì tốt xấu gì cũng có thể chống đỡ được vài lần hay Ai... lôi kiếp à Quả nhiên không ngoài sở liệu của Tống Cao Đức Cường giả nguyên đan kỳ này khó khăn lắm Mới bay tới vòng thứ năm của chủ quang đại trận Thọ Nguyên liền hao hết Tóc đen biến thành bạc Thanh niên trai trắng biến thành một lão nhân Thân thể lập tức hư thối Hóa thành một đống xương trắng Xương trắng cũng không tồn tại được bao lâu liền tan thành mây khói Thậm chí ngay cả kiếm trận bên người của hắn Cũng bị thời gian xóa nhòa tan biến trong ngân hà Mọi người lâm vào trầm mặc Uy lực của trụ quang đại trận Vượt qua tưởng tượng của bọn họ nếu như vừa rồi còn có chút ý nghĩa Không an phận thì bây giờ tất cả đã không cánh mà bay hết rồi Uy năng của tòa đại trận Thật khủng bố Không có loại uy thế long trở là đất như các loại trận pháp khác Nhưng lại giết người trong vô thanh vô tức Trong vô tình mà dễ dàng lấy đi tính mạng con người Trong điện đột nhiên có mấy người đi tới Quanh thân trần ngập yêu khí Trong đó một người mặt mày hẹp dài Đồng tử dựng ngược Ánh mắt cực kỳ âm trầm Mặc một kiện áo bào trắng Tạo thành từ lân phiến của họ rắn lân rắn như mắt khoác cờ trên người của hắn giống như cả người hắn toàn là các tròng mắt vậy tiểu tử xích tinh kim mẫu của bản vương ở đâu rồi còn không mau lấy ra đi người nọ đi thẳng tới chỗ diệp phúc liếm liếm môi nói chỉ thấy một lưỡi rắn dài tới hơn chục mét từ trong miệng của hắn bay ra trên cung trung run lên như roi vậy đánh thẳng hai cái làm cho không khí rung động hắn là xài yêu vương ư đúng rồi hắn chính là xài yêu vương có người nhận ra nam tử áo bào trắng này thất thanh mà kinh hô. Xà yêu vương chính là nhất đại yêu vương của kinh sở, thực lực cực kỳ hùng mạnh, cũng là một cao thủ nguyên đan của yêu tộc, chiếm cứ hồng hồ. Trong hồng hồ thành lập nên một yêu quốc. Nghe nói xà yêu vương có hai huynh đệ đều là lão yêu nguyên đan kỳ, một là lý yêu vương, một là quy yêu vương, chính là hai người này sao? Một vu sĩ vui sướng khi thấy người khác gặp họa, nhìn về phía giờ phúc cười nói. Đắc tội ai không đắc tội Lại đi đắc tội với ba vị yêu vương này Rõ ràng là tự tìm đường chết mà Tiểu tử này Đoạt xích tinh kim mẫu của xã yêu vương Xem ra cũng có bản sắc đây Tuy nhiên Hắn đắc tội người không nên đắc tội rồi Hồng hồ tam yêu vương đều là cường giả Cấp giáo chủ cả Luyện thành nguyên đan Lòng lang dạ sói Cho dù là hắn giao ra xích tinh kim mẫu Chỉ sợ cũng không sống được rồi Lại một vũ sĩ khác thở dài nói Xích tinh kim mẫu Hóa ra là bảo vật hãn hữu như thế vậy Khó trách tam đại yêu vương lại như mãi không quên Loại bảo vật này đến ngay cả ta Cũng không kìm nổi tâm động kìa Diệp Phúc cẩn thận đánh giá Ba người yêu vương chỉ thấy Lý yêu vương khắp người toàn là vậy Nguyên một màu đỏ đỉnh đầu trụ lùi Chỉ có hai trỏm dâu nơi khóe miệng Mà quý yêu vương lại giống như một lão già Gần đất xa trời Sau lưng còn có một cái mai rùa thật lớn Không khỏi hiếu kỳ mà nói Trong truyền thuyết Lý xả quy đều là có thể tiến hóa thành long được Chỉ cần tu luyện đến ý nguyên đăng kỳ liền có thể bỏ đi lớp da bên ngoài Rồi hóa thành giao long Bà vị yêu vương Các ngươi vì sao còn không có hóa sao đi Lý yêu vương sắc mặt trở nên lập tức khó coi vô cùng Quy yêu vương nắm tay đặt trên miệng Ho khan không ngừng Mà xà yêu vương hai mắt híp lại Lộ ra hung quang âm trầm nói Hạ ra tiểu tử Dám hỏi đều bao huynh đệ chúng ta Rõ ràng là chán sống mà Tống Cao Đức tiến tới bên người Diệp Húc Nhỏ giọng mà nói Ba người bọn họ cũng không phải là dị chủng tu luyện thành yêu Mà là lý xà quy bình thường Huyết thống không tinh khiết Thuộc loài yêu tộc đê tiện nhất Bởi vậy không thể hóa giao được Lão đế người ngay trước mặt bọn họ hỏi vấn đề này Rõ ràng là làm họ không có mặt mũi gì cả Khó trách người ta tức giận như vậy Hắn lắc đầu thở dài hey, Người rất là không phúc hậu mà Sắc mặt của Hồng Hồ Tam Yêu lập tức khó coi Hơn vài phần xà yêu vương thè lưỡi rắn nhe răng cười độc ác nói khốn kiếp tiểu tử ngươi là con cái nhà ai cũng dám trêu chọc tới ba vị ra ra ta đây ba người bọn họ là yêu quái tu luyện đã lâu tuy rằng đều tu thành nguyên đan nhưng đúng là bởi vì huyết bạch quá kém không phải là dị chủng không có cách nào hóa giao tu vi không tiến bộ được nửa bước lúc này lại bị tống cao đức vạch trần gốc khác trong lòng tức giận dị thường ngay cả tống cao đức bọn họ cũng đã động sát khí Tống Cao Đức ngạo nghễ mà nói Vị huynh đệ này của ta là trưởng lão Hoàng Tuyển Ma Tông Mà ta chính là đệ tử của Vạn Kiếp Môn Nói câu khác của các ngươi thì như thế nào Sao Hoàng Tuyển Ma Tông và Vạn Kiếp Môn sao Có trách lại kiêu ngạo như vậy Tuy nhiên tiểu tử này không phải người hạ gia hay sao Như thế nào lại có quan hệ tới Hoàng Tuyển Ma Tông vậy Xà yêu vương đúng là đã đối kháng qua một chiêu với Diệp Húc Lấy vạn xà yêu quyết đối chiến với chân nguyên đại thủ của Diệp Húc vẫn nghĩ diệp phúc là đệ tử của hạ gia nha răng cười độc ác nói bổn vương nghe cả đệ tử phạm âm lôi tử cũng dám giết đi huống chi là các ngươi đấy hắn đang muốn động thủ đột nhiên lại có mấy người đi vào tòa kim điện này phát hiện ra tòa trụ quang đại trận đều hơi chấn động ánh mắt lập tức quét lại đây tất cả nhìn thấy trong này tụ tập rất nhiều ca thủ trong lòng lại cả kinh thật là quá nóng nhiệt mà trong bốn người này có một vũ sĩ trẻ tuổi phát hiện ra diệp phúc ánh mắt không khỏi sáng người cười nói tiểu ma đầu ngươi còn chưa chết sao thực sự là người tốt mệnh không dài tai họa gì ngàn năm mà diệp phúc theo tính nhìn lại chỉ thấy người nọ một thân áo vàng bảo tháp trên đỉnh đầu chân dẫm lên hỏa liên chính khí nghiêm nghị trong lòng khẽ động hắn chắp tay cười nói hóa ra là đại phạm lôi âm tứ nhạc đung dương nhà huynh nhờ phúc nhờ phúc gần đây thân thể của ta rất cắt tường an khang không nhọc quan tâm à Ta là tên xấu xa, tự nhiên phải giao hại ngàn năm rồi. Còn về phần nhà Khuynh tốt như vậy, chỉ sợ không sống được bao lâu nữa đâu. Một người bên cạnh Nhạc Đông Dương nhìn về phía Sài Yêu Vương cười ha hả nói: "Sài Yêu Vương, không biết tới ngươi trốn tới đây, lần trước không đánh bại được ngươi, bị ngươi trốn thoát, lần này ngược lại ta muốn xem xem ngươi trốn được ở nơi nào nào." Người này hiển nhiên là đệ tử Đại Phạm lưu Âm Tự, không biết tình hình chiến đấu của hai người thế nào. Ánh mắt hắn lập tức quét về phía Diệp Phúc mỉm cười nói: vì tiểu huynh đệ ma đạo này Ngươi tự phế đi tu vi đi Giao ra xích tinh kim mẫu Ta có thể tha cho ngươi một mạng ngủ Ngu ngốc mà Diệp Phúc đảo cặp mắt trắng dã Cười nói với nhạc đông dương Nhạc huynh Vì sư huynh hay sư đệ này của ngươi Não hình như có chút không bình thường thì phải Tên đệ tử đại phạm âm lôi tự kia tức giận xôi máu Cả giận nói Hay hay không ngờ dám mắng cả ta ư Người chết chắc rồi Tống Cao Đức nhỏ giọng nói Này huynh đệ Bốn người này cũng là kẻ thù của ngươi sao Là lịch như thế nào vậy Diệp Phúc gật đầu nói Chính đạo Đại Phạm Âm Lôi Tự Là đệ tử của Đại Phạm Âm Lôi Tự này Nhạc Đông Dương từng cùng ta giao thủ qua một lần Liên hoa thánh pháp của hắn Vạn kiếp bất không Rất lợi hại Còn về phần bang còn lại Thì thật ra chưa từng gặp qua Liên hòa thánh pháp vạn kiếp bất không ngư Tống Cao Đức không khỏi co rụt đầu lại, nhỏ giọng nói thầm: Pháp môn này của Đại Phạm Âm Lôi tử chuyên môn khắc chế vạn kiếp vô lượng tâm kinh của vạn kiếp môn ta. Còn mẹ nó chứ, gặp được đối đầu rồi. Bốn người nhạc Đông Dương với quanh hai người Diệp Phúc đối lập với ba người xài Yêu Vương đang đang sát khí. Trong đó một nữ đệ tử Đại Phạm Âm Lôi tử cười nói: Yêu đạo ma đạo đều ở đây cả. Hôm nay Đại Phạm Âm Lôi tử ta vừa lúc khẳng yêu trừ ma, đại triển uy phong nàng ngạo khí lẫm liệt không ngờ tính toán một lưới bắt gọn tất cả bọn diệp phúc cùng đám người hồng hồ tam yêu mọi người ở đây không khỏi liên tục nhìn vào diệp phúc một cường giả cấp giáo chủ khác lắc đầu cười nói đệ tử hoàng huyền ma tông này thực sự rất lớn gan làm loạn chẳng những đắc tội với hồng hồ tam yêu còn thậm chí cả đệ tử đại phạm âm lôi tự cũng dám đắc tội kìa Hề, hey, thiếu niên thì thường tuổi trẻ khí thính thường không biết trời cao đất rộng là gì mà Hồng hồ tam yêu vương đều là yêu vương nguyên đan cả Thực lực có thể so với một phương giáo chủ Mà đệ tử Phạm Lôi Âm Tử Bốn người này thì có ba người đạt tới đan đỉnh kỳ Thực lực mạnh mẽ Tương đương với bốn vị cường giả nguyên đan Đắc tội nhiều người như vậy Cho dù hắn là đệ tử Hoàng Tuyển Ma Tông Chỉ sợ cũng chạy trời không khỏi nắng lần này rồi <laughs> Diệp đa chú Lại đắc tội rất nhiều người như vậy sao Lữ Thiên huệ, vạt áo phiêu phiêu bay thẳng vào bên trong kim điện, ánh mắt đảo qua Diệp Húc, không khỏi hé miệng một cười. Mỗi lần gặp ngươi, ngươi lại có một đám người đuổi giết ở phía sau như vậy, xem ra Diệp đại chú đúng là một mầm tay hóa, không thể không trừ rồi. Lại một nhân vật cấp giáo chủ nữa tới, nguyên đan kỳ cao thú, xem ra cũng là kẻ thù của tiểu tử này rồi. Sắc mặt mọi người tối sầm, tống cao đức mặt lại đen tới dọa người, hắn nói thầm. Diệp lão đệ à Diệp lão đệ Người rất cuộc đắc tội bao nhiêu người vậy Diệp Phúc xấu hổ lầm bầm nói Không sai biệt lắm Đều đông đủ cả rồi Âm ừ. vang một tiếng Một lô thuyền trực tiếp lao vào trong kim điện Khí thế đến bức người Hoàng sán đứng trên đầu thuyền Ánh mắt lành lạnh Diệp sư thúc Ở đây này thì người có chấp cánh bay Cũng khó thoát được rồi Lại một tòa bảo điện thanh đồng Bay vào bên trong kim điện Tất phương sơn không chế bảo điện mộ dung thủy thì đứng trước cửa điện, cửa lạnh, họ diệp kia, hôm nay là ngày chết của ngươi rồi. tống cao đức sắc mặt lại càng đen thành một khối than đá, giận dữ hết lên. người người vừa nói đã tới đầy đủ rồi mà, sao 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 giờ nhiều nhiều nhiều, nhiều gian như vậy? diệp phúc chỉ đành cười gượng hai tiếng ha hả nhỏ giọng mà nói thầm ờ, may mắn tiểu quang minh thánh địa và chu thiên tinh cung không có đệ tử tới. tống cao đức về mặt đầy gân xanh, tim đập thình thịch, hít một ngụm lương khí lẩm bẩm mà nói có, có, -còn, còn còn có tiểu quang minh thánh địa và chu tiên tinh cung sao còn chưa dứt lời lại có một thanh niên phiêu phiêu bay tới người này diện mạo hiên ngang ánh mắt đảo qua diệp phúc thản nhiên mà nói người là diệp phúc diệp thứ bảo ư người cho là người trốn ở trong hoàng tuyển ma tông nên có thể bảo trụ được người không chết hay sao diệp phúc thấy người này cực kỳ lạ mặt khẽ nhíu mày mà nói ồ huynh đài chúng ta có kiểu án hay sao Thanh niên kia nhếch miệng cười, lộ ra răng nanh trắng như tuyết, đỉnh đầu đột nhiên hiện ra chín đỉnh tinh xảo, chấn áp thiên địa, thản nhiên mà nói: "Trung Châu hạ gia, hạ sơ dương, người nói chúng ta có thủ án hay không?" Diệp Phúc kiên lặng gật đầu, hạ gia thiếu niên thiên tài Hạ Mộ Bạch và Hạ Dương Sóc đều chết trong tay của hắn, thậm chí ngay cả hạ gia Kiều Đỉnh, Vu Hoàng Quyết tuyệt thế vô pháp cũng rơi vào trong tay của hắn. Đây là sự tình hạ gia Trung Châu tuyệt đối không thể tha thứ dễ dàng được từng ban phát giải thưởng lớn treo giải một kiện vũ bảo cấp chấn giáo. Vì sát lệnh này mà không biết có bao nhiêu người đuổi giết Diệp Húc bước hắn tới tận Đại Mạc xa xôi. Không nghĩ tới trong này cũng đụng phải đệ tử Trung Châu Hạ Gia. Lại có một vũ sĩ thẳng như nói. Nếu Hạ Gia cũng tính toán ra tay ta không ngại thêm vào một tay đâu. Diệp Húc cánh mắt quét tới lại là một người quen chính là đệ tử luyện khí tông Tạ Nghiêu Thần. Người này mặt mỉm cười một thân bảo quang hiển nhiên ở vạn cổ ma vực đã thu hoạch được không ít họ diệp kia người giết sạch thị thiếp của ta cướp đi dân vân sàng của ta có từng nghĩ tới có ngày hôm nay không tần phương đệ tử của bổ thiên khác không biết từ nơi nào chui ra trong mắt lộ ra vẻ oán độc lạnh lùng mà nói đúng vào lúc này lại có một vu sĩ cười ha hả hôm nay thực sự là rất nóng nhiệt mà giáo tinh anh chúng ta tụ tập một khi đã vậy thì không ngại tính thêm cả ta luôn đi người này thực sự lạ mặt diệp phúc còn đang định hỏi xem có kiểu án gì hay không thì thấy tống cao đức điểm nhiên mà nói diệp lão đệ người này không phải là kẻ thù của ngươi mà là của ta phong sư huynh chắc ngươi không nhẫn lại nổi nữa định ra tay đối phó với tiểu đệ hay sao tên vu sĩ kia đúng là sư huynh của hắn phong vân sinh hắn mỉm cười nói ngươi và ta có huyết hải thâm kiều lệnh của ân sư giết cả nhà ngươi trên dưới lớn bé chảm tình kiếp của ngươi tuy nhiên lại tăng thêm một kiếp cho ta chỉ cần giết sư đệ ngươi Một kiếp này coi như ta bình yên vượt qua Tống Cao Đức nhện sát khí xuống Nhìn chung quanh Chỉ thấy toàn là kẻ thù Trong lòng cũng có chút sợ Những kẻ thù này Chỉ có Phong Vân Sinh có thủ ăn với hắn Còn lại đều là vì Diệp Phúc mà tới Những người này tu vi có cao có thấp Nhưng thực lực không hơn nhau là mấy Gần như có thể tính là cường giả nguyên đan kỳ Diệp Lão Đệ tính như thế nào đấy Tống Cao Đức nhìn thấy tình hình này cũng vô kế khả thi nhỏ giọng do hỏi Ừ thì còn có thể làm sao được nữa đây Đương nhiên là xử lý hết thảy bọn họ rồi Diệp Phúc thản nhiên cười Trong tay cầm một cái ô màu trắng Thân hình đứng thẳng Nhẹ nhàng cười mà nói Đám cản bã các ngươi Là muốn quần ẩu với ta Hay từng người lên một đây Lời vừa nói ra Quần chúng ồ cả lên Thậm chí những cường già vây xem Cũng cảm thấy có chút khó chịu Tức giận mà nói Còn mẹ nó chứ tiểu tử này quá kiêu ngạo nhất là cái bộ mặt thản nhiên kia kiêu ngạo tới mức ta muốn ra tay ra huấn hắn một chút rồi cho dù là đệ tử của hoàng tiền ma tông cũng không thể kiêu ngạo như vậy được à... đâu chỉ là kiêu ngạo chứ quả thực là càn dỡ hung hăng ngang ngược mà nhiều cao thủ như vậy cho dù hắn có ba đầu sáu tay cũng chỉ có con đường chết mà thôi ồ bị chết tới sừng cốt cũng không còn đâu rất nhiều tiếng nghị luận cùng vang lên mà lúc này hoàng sán mặt không chút thay đổi tất phương sơn khóe miệng mỉm cười nhạc đông dương và những đệ tử khác của đại phạm âm lôi tự cùng các cơ thủ yêu tộc khác thì chỉ mỉm cười không nói liễu thiên huệ cười khanh khách không ngừng hạ sơ dương sắc mặt lãnh đạm nhắm mắt dưỡng thần phong vân sinh thì vẫn nhìn thẳng vào tống cao đức như trước không để những lời của giờ phúc ở trong lòng xà yêu vương và mấy vị yêu vương thì nhịn xuống cơn tức giận nhìn những người khác ở chung quanh tần phương và tạ nghiêu thần nghĩ muốn lập tức ra tay tuy nhiên hai người bọn họ cũng không có nắm chắc 10 phần là bắt được diệp húc những người này đến từ ba đạo chính ma yêu đều là những vua sĩ cực kỳ có địa vị bọn họ tự cao thân phận của mình cho nên căn bản không muốn vây công diệp húc thậm chí có người còn không để hắn vào trong mắt nữa trong đám người vây xem còn có cả cao thủ tu luyện tới tam thai cảnh tuy nhiên đều là một bộ dạng kinh vân nhàn nhạt, nhạt, nhạt thú vị nhìn hết thảy bọn họ cũng muốn biết diệp húc lúc này chỉ là một tiểu vua sĩ hạng nguyệt kỳ làm sao có thể đối mặt với nguy cơ ở trước mắt nếu tất cả mọi người không muốn động thủ trước Như vậy vẫn là để bổn vương ra tay đi Xà yêu vương đồng tử dựng thẳng Trừng mắt nhìn Hi hí cười nói Tiểu tử này Đoạt đi xích tinh kim mẫu bổn vương nhìn chúng Lại liên tiếp khiêu khích với bản vương Đây là tử tối Tội chết vạn lần Một tiểu quỷ hạo nguyệt kỳ Còn có một thằng nhóc hôn nguyên kỳ Cũng dám khiêu khích với bản vương Chêu gẹo gốc khác của bản vương Bản vương sẽ làm cho bọn chúng chết một cách khoái trá kìa Ê... Ta sẽ không giết các ngươi Mà chỉ bắt các ngươi lại Sau đó để cho mấy tiểu bào bào của ta Ở trong bụng của các ngươi Đem tâm can tỳ phế phối Thận trang dạ dày của các ngươi gặm sạch sẽ Khiến cho tiểu bào bào của ta Sống trong bụng các ngươi kìa lưu vương điểm như nói à, Đại ca Ta còn muốn thả vào trong bụng bọn họ Mấy con cá nữa kìa Ừm còn có rùa nữa Quyêu vương vút bộ dâu ngắn Mặt châm chầm lên tiếng Ta muốn ở trong bụng bọn họ nuôi dưỡng một đám cá rắn rùa, còn không để cho bọn chúng chết mà chậm rãi gặm nhấm kìa." Những người khác nghe thế thế, không khỏi dùng mình một cái thầm nhủ. "Hồng hổ hồ Tam yêu vương, quả nhiên là hung tàn, nghĩ ra những loại trò tấn khổ hình như vậy." Tống Cao Đức đứng bên cạnh Diệp Húc, cười ha hả nói: "Nhồi cá rắn rùa vào trong bụng chúng ta sao? Hơi ba vị là mời chúng ta ăn tôm ăn cá hay sao?" Tiểu Súc Sinh kiêu ngạo, ngông cuồng Hồng Hồ Tam Yêu lập tức giận tái mặt, đều mở miệng quát lớn, Sa Yêu Vương đứng thẳng bất động, nguyên đan dựng trên đỉnh đầu. Bên trong nguyên đan đột nhiên Toát ra một bàn tay to màu đen, phạm vi nửa mẫu, chính là do những mảnh xà, mảnh xà quấn quanh vào nhau mà tạo thành, thẳng mà chụp tới Diệp Phúc và Tống Cao Đức. Hắn đã từng giao thủ với Diệp Phúc một lần ở xa xa, xa xa ngoài 50 dặm, thi triển vạn pháp yếu quyết, hóa thành một bàn tay to, đem bàn tay to bằng chân nguyên của Diệp Phúc tam nát. Lúc này, khoảng cách giữa hắn và Diệp Húc không xa, lại thi triển ra loại vô pháp này, uy lực lớn gấp mấy lần. Cùng lúc đấy, Liêu Vương và Quy Yêu Vương cũng nhất tề ra tay, yêu vân tràn ngập. Vô pháp của bọn họ đều chiếu theo bản thân mà tu luyện thành ba loại vô pháp: xà, quy, lý, cho nên phát huy được ba loại vô pháp này tới mức tận cùng. Hai tiểu quý tìm chết đi! Diệp Húc vẫn chống bạch ô trong tay như trước, hư lạnh một tiếng, đỉnh đầu hiện ra chín đại đỉnh đột nhiên ba đỉnh hợp nhất hóa thành ba đỉnh chỉ thấy ba đại đỉnh đều xuất hiện ra ba bàn tay to cùng là do các loại dị thú tạo thành giao long làm gân kỳ lân làm cốt phượng hoàng làm lông ngàn loại dị thú làm ra thịt ba quyền này của hắn xuất ra uy năng vô cùng lớn tuy rằng tu vi còn xa xa mới kịp hồng hồ tam yêu nhưng khí thế còn muốn vượt qua bọn họ không biết bao nhiêu lần vũ pháp uy lực càng thêm dũng mãnh lúc trước hắn đối với một chiêu của xà yêu vương xà yêu vương ở ngoài 50 dặm thi triển vạn xà yêu quyết tuy nhiên hắn cũng không có xuất toàn lực gần như vận dụng kiểu đỉnh vạn pháp yêu quyết bên trong một đại đỉnh mà thôi hạ sa dương gắt cao nhìn thẳng vào ba đại đỉnh trên đỉnh đầu của hắn hừ lại một tiếng yên lặng không nói gì hiển nhiên đã nhận ra vô pháp của diệp phúc thoát thai từ hạ gia kiều đỉnh vu hoàng quyết rầm 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 ba tiếng nổ qua đi diệp phúc lùi liền ba bước lập tức vững vàng đứng lại như trước chống ngô tre có vẻ khinh phong vân đạm Tiếp được Diệp lão đệ Người tiếp được một kích ba nguyên đan kỳ cao thủ hợp lực sao Tống cao đức vui mừng Vừa sợ vừa kêu lên Nghi ngờ mà hỏi Những người khác cũng lộ ra vẻ mặt khó tin Ba yêu vương thành danh đã lâu Liên kết thi triển vũ pháp Thật không ngờ Vẫn bị thiếu niên này vững vàng tiếp được Không có chịu tổn thương Chuyện này mà nói ra ngoài chỉ sợ Không biết có bao nhiêu người tin tưởng Diệp Phúc thản như nói Ta nói rồi Những người này chính là một đám cặn bã Còn không phải bọn họ muốn quần đầu ta sao nếu là một mình đấu Nhóm này từng người một chết trên tay ta là bình thường Tiểu tử thối Người quá cuồng vọng xa yêu vương tức giận Tới mức suýt nữa nổ tung Giận dữ mà hét Ai vị huynh đệ Các người không nên động thủ Ta muốn tự tay giết chết tên tiểu tử này Hắn hí dấu một tiếng Há mồm Nút nguyên đan vào trong cơ thể Lấy ra một cây phương thiên hỏa kích Tiến nhanh tới Quanh thân tỏa ra khí thức âm mô lạnh lẽo Khí lực của yêu tộc vốn dĩ Dũng mãnh hơn so với nhân loại mà hắn đem lớp da rắn của mình cởi ra luyện chế thành vũ bảo cho dù là cao thủ của đại phạm âm lôi tự cũng không thể nề hà được hắn có thể thấy được lực phòng ngự là mạnh như thế nào lúc này hắn lại nuốt yêu đan vào trong bụng có yêu đan thêm vào thân thể hắn cũng muốn nâng cao gấp đôi cũng không kém sắc hơn diệp Húc đây tuyệt đối là một hồi ác chiến thậm chí ngay cả diệp phúc cũng không khỏi lộ ra về mặt ngưng trọng dùng sức nắm thiên cơ tán ở trong tay bàn tay có chút trắng bệch Hề hey, xú xa Không cần phải chết già nữa rồi Người sẽ bị huynh đệ chúng ta đánh cho thành nguyên hình Tống Cao Đức cười ha hả Thái độ kiêu ngạo Xài ưu vương đồng tử dựng thẳng Gắt gao nhìn thẳng vào hắn Nhe răng cười độc ác nói Được sau khi giết tiểu tử, tử kia Bản vương sẽ bảo chết ngươi Tống Cao Đức không khỏi dùng mình một cái Nhỏ giọng nói Huynh đệ Người có phải phần nắm chắc xử lý xú xa này không Diệp Phúc thành thật mà nói một thành cũng không có Tống Cao Đức trận mắt háo mồm Dậm chân mà nói Biết rõ không đánh lại Vì sao còn kiêu ngạo như vậy Muốn quần ở một đám người bọn họ hay sao Ừ thì không kiêu ngạo Chẳng lẽ cô đầu rút cổ làm tôn tử hay sao Diệp Phúc cánh mắt lạnh lùng Nhìn xài yêu vương cười lạnh ờ, Quần ấu cũng không có nắm chắc cái gì cả Một mình đấu bao nhiêu cũng không có chút hy vọng nào Đúng không nào Tống Cao Đức không biết nói gì cho phải đành nhỏ giọng nói huỳnh đệ à chúng ta còn có biện pháp chạy trốn phải không cái ô của người có tốc độ cực nhanh không ai có thể ngăn lại được chúng ta đúng hay không nào hắn còn chưa dứt lời liền chú ý tới tất phương sơn dường như cố ý vô tình đem đại điện thanh đồng của mình đứng trước cửa vào kiếm điện che kín cửa ra vào kín không một kẽ hở đừng nói là chạy đi ngay cả người bên ngoài cũng đừng mơ tưởng mà tiến vào cái này thì chết chắc rồi Sa yêu vương thả người dựng lên xẹt một tiếng đánh tới Kinh khí bức người Ép cho làm cho vua sĩ chung quanh đều lưu lại phía sau Mở miệng quát lớn Dựng thẳng phương thiên họa kích mà đánh xuống Thân thể của hắn dũng mãnh Lực lượng mạnh không thể tin nổi Ít nhất có thể so với 199 Tinh phiên thêm vào thân thể Diệp Húc Chiến kích bổ ra một cái Làm không gian phải run rẩy Xà yêu vương có thể cùng với đệ tử đại phạm Âm lôi tự, tu luyện, liên hoa thánh pháp Giao thủ với nhau Cho dù không địch lại Cũng có thể thông dong rời đi đây cũng không phải là hư danh Tranh một tiếng Thiên cơ tán trong tay Diệp Phúc đột nhiên biến đổi hình thái Hóa thành một cây ngân thương Giống như một con rồng đang tức giận Trong tay hắn vậy Đón nhận chiến kích tuôn ra một đám tia lửa Sóng âm thật lớn vang lên Chấn tới ong ong trong lỗ tai của mọi người Mọi người nghẹn họng nhìn chân chối Chỉ thấy Diệp Phúc cầm đại thương trong tay Không ngờ không lui mà tiến Một cây ngân thương thiên biến vạn hóa Hướng tới xã yêu vương mà bước tới từng bước Trong lòng cũng không khỏi hoảng sợ thân thể xài yêu vương dũng mãnh cũng đã đánh tiểu tử này thân thể sao cũng dũng mãnh như vậy chứ thậm chí có thể đánh ngang ngửa với lão yêu tu luyện thành nguyên đan hay sao thân thể tiểu tử này không ngờ có thể so với đại yêu tu luyện thành nguyên đan hắn mới vào hạo nguyệt kỳ như thế nào làm cho hắn thân thể của hắn dũng mãnh được như vậy đây ánh mắt của xài yêu vương rất lạnh lùng đánh với diệp húc một lúc lúc này giận hí lên một tiếng chiến kích khóa ngân thương trong tay diệp húc chỉ thấy đằng sau hắn đột nhiên dựng thẳng lên một cái đuôi dài cả trăm mét giống như một cây trụ lớn kình thiên trắng như tuyết hung hăng hướng tới đầu diệp phúc mà đệm xuống trong khoảng thời gian ngắn mà hắn không thể bắt được diệp phúc lập tức khóa thành nguyên hình một bộ phận thân thể lấy đuôi đánh nén tính toán mà để chết diệp phúc tiểu tớ ta khóa vũ khí của ngươi xem ngươi còn không chết hay sao cái cổ của hắn đột nhiên biến dài ước chừng có mấy chục mét chảy rộng vậy xẹt một tiếng hướng thẳng tới diệp phúc mà đánh tới cái miệng rộng của hắn đột nhiên vỡ ra một đầu lưỡi bắn thẳng tắp như thương đâm thẳng tới ít thầu của diệp phúc đây là tuyệt kỹ của sài yêu vương lợi hại vô cùng mặc dù là nguyên an kỳ cao thủ cũng khó lòng mà phòng bị được phúc xẹt ngân thương trong tay diệp phúc đột nhiên kịch liệt ngắn lại thoát thân khỏi chiến kích kim hãm ngân thương hóa thành một cái đau đau lớn dừng thẳng trước người lại phúc xẹt một tiếng bổ dọc đầu lưỡi của sài yêu vương Diệp Húc cầm đại đao trong tay xoay người bổ thẳng tới trước, thế như trẻ tre, làm cho cái đuôi lớn của sải yêu vương bị trẻ làm hai đoạn. Hắn cười ra một tiếng, đại đao trong tay nổ tung một tiếng, chỉ thấy hàng vạn bạch vũ bay múa đầy trời. Mỗi một bạch vũ là một cái phi đao, tất cả xạ kích lên trên người của yêu vương, thậm chí ngay cả bạch lân bảo y của hắn luyện chế ra cũng không thể ngăn cản được. Chỉ trong chốc lát đã làm cho vị yêu vương này biến thành một cái sàng thủng lỗ chỗ. Cùng lúc đấy, Diệp Phúc cao cao nhảy lên, chỉ thấy hàng ngàn hàng vạn bạch vũ cấp tốc bay trở lại, rơi vào trong tay của hắn, biến thành một cự chùy hung hăng lệ thẳng xuống đỉnh đầu của Sai Yêu Vương. Những công kích liên tiếp, tốc độ nhanh chóng vô cùng, làm cho người ta không kịp nhìn. Trong chớp mắt, đường đường một nhất đại yêu vương liền gặp phải trọng thương. Quy Yêu Vương nhìn thấy không ổn, quy sát ở phía sau đột nhiên phóng lên cao, hóa thành một tấm chắn thật lớn che trước mặt của Diệp Phúc và Sai Yêu Vương, chỉ thấy đại trùy của diệp phúc nên ở trên tấm chắn lập tức làm cho quy xà trải rộng những viết sách lưu vương vội vàng lao đi đoạt xà yêu vương trở lại ánh mắt như hỏa gắt gao nhìn thẳng vào diệp phúc diệp phúc chỉ khẽ mỉm cười không hề công kích chỉ thấy cự trì màu gạch ngân trong tay của hắn lại phát ra tiếng vang khanh khách sờ sèo hóa thành một cái ô trắng những vũ mau của cái ô chảy xuống những giọt máu chính là máu tươi của xà yêu vương ta đã rồi mà các ngươi chỉ là một đám cặn bã mà thôi Diệp Phúc chống ô trong tay, đứng ở giữa không trung, ngạo mạn mà nhìn mọi người mỉm cười nói. Quy yêu vương, xà yêu vương, giận tím mặt, đang muốn đứng ra, hoàng sán một mặt âm trầm, ho nhẹ một tiếng nói. Em, sứ thúc không cần áo loán. Hắn tay nâng lâu thuyền, đi nhanh tới Diệp Phúc, khí thế càng ngày càng mạnh, bức mọi người, không ngừng, lưu lại phía sau. Đây là uy thế của đệ tử, đan đỉnh kỳ của Hoàng tuyển Ma Tông, dung mạnh hơn xa đám người yêu vương kia rất nhiều lần. Kính thưa quý vị khán giả thân mến Tập 54 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ Xin chào và hẹn gặp lại